Đây là con xe phân khúc hạng A, số tự động nha các bác. Cực ít xăng luôn. Máy chỉ có 1.0 thôi. Đấy, chiếc này được mang tên là Kia Morning. Đấy, vô lăng đây. Đấy, Kia Morning các bác nhá. Đây, cần số của xe đây. Đấy, xe thì cũng đã được lên màn hình rồi. Đúng không ạ? Đấy, và có cam hành trình rồi nha các bác. Đấy, cam hành trình đây rồi này. Đấy. Đăng kiểm của xe tháng 3 năm 22. Ghế da của xe là ghế da loại tốt các bác nhá. Đấy, ghế da loại tốt đây. Vẫn còn ok đúng không ạ? Còn tương đối là ok. Đấy, chân nỉ đẹp, chân nỉ căng. Chân nỉ căng đẹp các bác nhá. Tôn vỏ ngon. Tôn vỏ ok. Đấy, chiếc xe được mang tên là Kia Morning các bác nhá, sản xuất năm 2009. Và đăng ký thì là cuối năm 2009 nha các bác. Đấy, số tự động máy 1.0 thôi, vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Rất tiết kiệm nhiên liệu. Đèn đèn sau đây các bác nhìn này rất là mới này. Lốp dày nhá, la răng đúc nguyên bản theo xe. Chiếc xe này thì với Đức Sơn là màu vàng, và là một cái màu vàng khá là nổi bật. Đấy. Màu vàng chói lọi luôn. Nổi bật luôn, đúng không? Chiếc này đi ra ngoài đường thì sẽ có sự chú ý rất là cao đối với lại một số người, đúng không ạ? Nội thất của chiếc xe rất là tươi tắn, sạch sẽ, gọn gàng các bác nhá. Nội thất của xe thì rất là tươi tắn luôn. Đây các bác xem. Đây những cái vị trí phần tắp ni cánh cửa này. Đấy, không có hiện tượng bị kém xấu, đúng không ạ? Gương kính điều chỉnh điện được làm ở khu vực này. Đấy, thông tin của xe đây. Đấy, ghế đây. Hiện tại thì em đang quay sơ qua cho các bác mình xem. Phiếu thay dầu bảo dưỡng anh chủ trước là cũng khá là quan tâm và cũng đã ghi sẵn ở cái phần gần vô lăng rồi. Con này biển 97 và là gốc ở thành phố. Bác nào mua về Hà Nội, mua về Sài Gòn hoàn toàn là không mất tiền biển 20 triệu đâu các bác nhá. Sang tên bất kỳ đâu cũng chỉ hết có vài triệu thôi, rất là ít luôn. Cặp đèn pha cũng khá là trong này. Đấy, nước sơn đẹp này. Chiếc này mua về sẵn dùng, mua về sẵn đi. Đấy, những chiếc xe mà bên em nói là sẵn đi sẵn dùng thì các bác về là cứ hết mà dùng thôi nhá. Còn những con mà nó về phải làm cái gì đấy, về phải dọn, về phải sửa cái gì thì em cũng sẽ nói luôn. Các bác xem video của em rất là nhiều rồi đúng không ạ? Đấy. Nói như nào thì em cũng sẽ tả cho bác mình trên video này luôn. Đấy, xi nhan có trên gương này. Đấy, kính của xe được bọc dán rồi. Và vị trí này cũng được dán sẵn rồi nhá. Bây giờ đây thì em sẽ mời các bác xem chi tiết về chiếc xe Kia Morning này. Đấy, với số tiền các bác bỏ ra cực ít, chỉ có hơn 100 triệu thôi là các bác đã có thể mua chiếc xe này về dùng rồi. Đấy. Bên em đang có hai con nhá, một con màu bạc nữa. Đấy, con này là màu vàng. Đấy, quá rẻ luôn cho một chiếc xe số động Kia Morning như này. Siêu lành, siêu bền, siêu tiết kiệm. Chỉ tầm khoảng trên dưới 5 lít xăng trên 100 km các bác chạy thôi nhá. Đấy, siêu tiết kiệm luôn. Bác nào mà mình mua đi xa, mua đi làm thường xuyên, đi làm hàng ngày thì đây là một chiếc xe mua về để chúng bác mình lựa chọn đây này, ok đúng không ạ? Đón con đón cháu luồn lách rất là dễ vì nó ngắn gọn mà, đúng không ạ? Chị em phụ nữ mua chiếc này cũng rất là hợp lý thôi. Thứ nhất là màu đẹp, thứ hai thì nó ngắn gọn, dễ đi, dễ dùng, đúng không ạ? Keo chỉ của xe đây nhá. Đấy, các bác yên tâm là keo chỉ của xe nó vẫn còn. Cam kết về vấn đề đâm đụng ngập nước, cam kết đảm bảo cho bác luôn về những vấn đề đấy nhá. Về những vấn đề đấy, bác yên tâm. Đấy, khung cột kéo tức là nguyên hết này. Đấy, vách cửa đây. Đây, quay kỹ cái phần tắp ni cánh cửa một chút. Đấy, các bác nhìn nhá. Đấy. Nó còn rất là tươi, sáng, sạch sẽ đúng không ạ? Không bị xước này, nhiều con đã bị xước rồi. Các bác cứ để ý mà xem, nhiều con đã bị xước hết rồi. Đấy, con này của em còn rất đẹp. Đấy, có phủ tắp lô luôn. Ở trong đây, đây các bác nhìn này. Những cái gai sần nhựa nó nổi lên rất là cao. Rất là cao luôn, đồ nhựa này. Đây, cái đồ nhựa của xe này. Ok, chỗ này là có nút sấy kính nhá. Đây là xi nhan này, đây là đèn này. Đây là hệ thống điều hòa của xe này. Đây, màn hình cam lùi đây. Chìa khóa xịn nguyên bản theo xe nhá. Đây, phanh tay ăn, phanh tay đây. Đây, cần số đây. Đây, sàn da, có lốp thảm trải sàn ở trên rồi. Đây, trần nỉ ok. Đây, có một vài điểm nó hơi bẩn một chút xíu thôi. Của bọc, kính của xe bọc dán rồi và bốn kính của xe lên xuống nhẹ nhàng nhanh gọn các bác nhá. Đấy, từng vị trí từng chi tiết một là mời các bác mình xem kỹ một chút. Xem xong thì mình gọi điện sớm với em để được chốt giá chiếc xe này nhá.
giá em có sẵn tiêu đề rồi và còn lùi còn bớt cho các bác luôn, thì mình cứ nhấc máy gọi điện cho bên em đi ạ. Đây bộ ghế của xe đây rất là ok đúng không ạ? Số điện thoại của bên em là số 093 8586307 hoặc 0389 000 555, hai số hotline, hai số Zalo và bác kết nối cho em để được tư vấn kỹ hơn, chi tiết hơn về xe nhé. Về xe này và tất cả những mẫu xe khác nữa đang có mặt ở tại siêu thị, hơn 100 xe cơ mà đúng không ạ? Rất là nhiều xe cho các mình tham khảo nhé. Ở phía bên đây thì nó cũng nó mất cái ốp lốc này, nhưng mà các bác mua thì nó chỉ hết có cả bộ hết có mấy trăm nghìn thôi nhá, cả bộ luôn có mấy trăm nghìn thôi, rất là ít luôn. Đấy, các bác thấy xe ok không ạ? À, con này chỗ này một số chỗ lau nó chưa được khô nhé. Còn các bác có thể nhìn thấy là cái phần đồ nhựa nó còn rất ok luôn đúng không ạ? Em quay trong nhà cho nên là nhìn nó không được gọi là sáng lắm. Thân vỏ xe là không mục mọt nhá, thân vỏ đẹp không mục mọt, không đâm đụng gì. Đấy, cửa đóng khít đều, sơn xi rất bóng đúng không ạ? Rất bóng luôn đây này, các bác nhìn này, rất bóng luôn. Lốp của xe này vẫn còn là khá nhá, mình chạy được một thời gian nữa ok thoải mái. Răng cờ đẹp, âm thanh sử dụng bình thường. Đấy, công tắc chỉnh gương chỉnh kính đây, đây là loa này. Đấy, là khe mép vách cánh cửa này, chỗ này thì em cũng đã quay sơ qua rồi đúng không ạ? Lái rất nhẹ nhá. Ok, em đã quay xong phần nội thất bên trong, bên ngoài quay sơ qua rồi. Tiến hành bây giờ em sẽ tiếp tục và tiến hành quay cho các bác, mời các bác xem nốt phần vỏ, phần gầm, phần máy này. Như những xe khác thôi. Đấy, giống như một số những mẫu xe khác thôi thì sẽ lần lượt như vậy. Các bác nhớ nhấn đăng ký theo dõi để xem thêm những video khác nữa nhá. Đây lớp sơn rất bóng này, đúng không? Cặp đèn pha của xe rất là trong. Đấy, nước sơn bóng bẩy, không có chỗ nào bị sứt sát gì nhá. Chiếc xe nhìn rất là xinh xắn gọn gàng. Hiện đây thì em cũng chia sẻ với bác một chút, đấy là bên em có thu mua xe các loại và có tiến hành đổi cát cho các bác những chiếc xe mà các bác không có nhu cầu nữa, thì là mang đến đây em đổi cho, đổi xe này hoặc là đổi tất cả những chiếc xe khác mà đang có mặt tại siêu thị ô tô Hải Dương. Rất là nhiều xe để cho các bác mình tham khảo lựa chọn. Đấy, những cái đường khe đường mép của xe rất là khít đây, các bác nhìn những cái cánh này đúng không ạ? Đấy, nhìn đây thì các bác thấy được thế nào rồi. Có cái phần có cái này nó bị nứt đây, thì về mình thay đi. Bốn cái mất có 400.000 thôi, 100 một cái các bác nhá, rất rẻ. Đấy, xi nhan nằm trên gương đây. Đấy thì chiếc xe này em quay đến đây cũng gọi là tương đối phần hình thức độ ngoại thất rồi. Đây lóc đây, mời các bác xem. Rồi, ok. Em sẽ quay mời các bác xem những vị trí tiếp theo, những phần gầm. Đấy. Không mục mọt đâu các bác nhá. Các bác nhìn này. Đấy. Đẹp chưa? Rất ok đúng không ạ? Còn bây giờ là đến phần động cơ này. Rồi, nốt phần gầm bên kia này. Rồi em mời các bác nhá. Bác về thì thế là dùng thôi, để đi thôi. Đây, động cơ đây nhá, máy ngon, máy số rất là ngon. Đây, cabo này. Đi vào sạc đi. Đây con khác có hai con mà. Vâng, đây nhá, các bác xem này.
câu một tí còn hơn, chứ bây giờ con đi con bán tải không được đâu. Dạ vâng, thế thì các bác em mình xem nốt về phần gầm một chiếc xe này nhá. Đây dưới gầm ở tiện đây em cũng khoe một chút đây, em mới mua hai cây kia này, cây này nữa này. Đấy, mới mua xong chục triệu thôi các bác ạ. Các bác nhà mình đã sắm gì Tết chưa? Gầm đây, gầm nữa này. Chiếc xe này đi Tết thì rất là ok rồi đúng không ạ? Vâng, như vậy thì chiếc xe Kia Morning này em đã quay xong và giới thiệu cho các bác nhìn đầy đủ. Các bác alo cho bên em để được chốt đối với chiếc xe này nhá. Chốt giá. Giá thì em cũng ghi sẵn là tiêu đề cho các bác mình nhìn thấy. Và để có cái giá đẹp hơn, để bớt một cái giá tốt nữa thì mình cứ alo nhá. Về vấn đề sang tên đổi chủ bên em hỗ trợ. Hỗ trợ khi các bác cần, bất cứ lúc nào mua về sau này sang tên cũng được và ngay cũng được các bác nhá. Vận chuyển nữa bên em hỗ trợ đầy đủ. Vận chuyển bất cứ đâu toàn quốc. Đánh xe tận nơi, chúng các bác kiểm tra, ưng mua, không ưng bên em đánh về. Đấy, thoải mái tạo điều kiện cho các bác như vậy. Vâng, thì video này em xin được tạm dừng và xin được kết thúc video này. Em chào tạm biệt các bác ạ.